80 năm mới thấy được cái mặt nó luôn các bạn. Các bạn nhớ bữa mình làm cái clip của hồ nuôi cua Macaron không? Mà mình quên mất á, đặc tính mấy con cua này là nó đào hang khủng khiếp. Cái mỗi con bỏ vô mỗi con đào một lỗ. Giờ lâu lâu cũng thấy lòi mặt ra. Sẵn mình quay cho mấy bạn coi cái hồ sau mấy tháng thành mướt mắt luôn, cây cối lên càng đét cả. À, mấy bạn thấy mấy cây dược sĩ này không? Lên ngon lành luôn ha. Ở trên này thì phía trên này mình trồng cái dược sĩ trên thỏ thì nó bắt đầu nó nhảy những cái cây mới, tầm vài bữa nữa thì nó sẽ mọc thành nguyên cái rừng dược sĩ phía trên, nhìn rất là chill luôn ha. Đó, quỷ à, lâu lâu cũng thấy mặt. Cái sẵn thì nó bò ra mình vớt tép cho nó ăn luôn. Các bạn thấy nó ăn tự tốn không? Nhấm nháp vậy đó, nhìn rất là cưng luôn. Mà 80 năm mới thấy được cái mặt của nó, quả thiệt.